Chuyển sang những thông tin khác. Thời điểm này, các nhà vườn trên địa bàn huyện Vũ Quang đang tập trung thu hoạch cam để cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh, với giá bán bình quân 30.000 đồng 1 kg. Năm 2024, huyện Vũ Quang có trên 2.600 hecta cây ăn quả có muối, trong đó gần 1.700 hecta diện tích cam cho thu hoạch, năng suất ước đạt 12,5 tấn 1 hecta, với giá bình quân 30.000 đồng 1 kg để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo phòng ngành địa phương chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho hộ dân vận động người dân liên kết thành lập các hợp tác xã tổ hợp tác trồng cam để thuận lợi trong quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm đồng thời mở rộng diện tích cam sản xuất theo hướng việt gáp trồng theo quy trình hữu cơ để nâng cao năng suất chất lượng và giá trị kinh tế nâng cao thu nhập cho các hộ trồng cam